Kính chào tất cả anh chị em đang đến với video miền Bắc ngày 30 tháng 4 năm 2022 của mình ngày hôm nay. Buổi tối ngày hôm nay thì lọc miền Bắc trên kênh của mình nó về được cái lọc đó là cái con 56. Chúc mừng tất cả anh chị em đã tin tưởng và ủng hộ trên kênh. Còn anh chị em nào muốn có số đẹp để tham khảo dự đoán cho ngày mai thì liên hệ với số điện thoại nha. Tiếp tục mình dự đoán miền Bắc ngày mai 30 tháng 4 cho tất cả anh chị em cùng tham khảo. Con Bạch Thủ thì mình dự đoán là con 21, còn Song Thủ mình dự đoán cái cặp là 35-53. Anh chị em hãy tham khảo cho ngày mai. Còn anh chị em nào muốn có số đẹp để tham khảo dự đoán cho ngày mai thì liên hệ với số điện thoại. Chúc anh chị em nhiều may mắn và tài lộc trong ngày.